Như các bạn đã biết, công viên cá coi Rinrinfast hay còn gọi là công viên đá Nhật. Công viên này nằm ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha. Khi đến đây thì chúng ta phải mua vé vào cổng. Cái vé nó khoảng 70.000. Công viên này được xây năm 2014 của một Việt kiều người Nhật tên là Ngô Chánh nha các bạn. Ở đây nó được chọn lọc hơn là 4.000 tấn đá nhập khẩu từ Nhật Bản. Và cái ông chủ này đó còn đưa về đây hàng trăm cây dạng niên tùng, bách niên tùng làm trang điểm cho cái công viên cá coi này rất đẹp đó. Trong công viên cá coi này có những con cá coi được nhập trực tiếp từ Nhật Bản về nha các bạn. Khi các bạn đến tham quan cá coi thì thường thường chúng ta phải đi vào trời mát hoặc là buổi sáng, vì lúc đó thì cá nó mới đi ra ngoài nước, nó tung tăng bơi lượn. Khi mà trời nắng nóng thì chúng thường tránh ở trong các hốc đá, cho nên mình ít có nhìn thấy nó. Chào các bạn, bây giờ là khoảng 11 giờ trưa, cũng sắp 12 giờ rồi. Mình đến đây thì ngay cái công viên cá coi VinFast. Ở đây thì đang vô cái mùa dịch, cho nên công viên cá coi này không có nhiều khách tham quan du lịch. Cho nên cái khung cảnh nó rất vắng lặng, nhưng mà đặc biệt ở đây thì vườn hoa cây cảnh thì được chăm sóc tỉ mỉ rất đẹp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nhìn thấy cá coi ở dưới hồ nha. Nhiệt độ bây giờ là khoảng 36-37 độ, cho nên những cái cá coi này giờ nó đang ẩn trốn trong các cái vách đá. Để ngắm được đầy đủ các chú cá coi thì chúng ta sẽ đi vào lúc trời mát thì nó sẽ hiệu quả hơn, vì lúc đó cá nó sẽ tung tăng theo nước, không có tránh nắng thì mình sẽ dòm thấy nó rất đẹp. Còn hiện tại giờ là quá nóng.
đây một con rất to. Cá coi quá to nha các bạn. Giờ nắng và những chú cá coi này vô đây tính nắng hết rồi. Có bò sữa nè, vàng nữa, cam, đủ loại hết. Ủa, đây có một con chép to, cá coi to rồi. Ở công viên cá coi này thì có rất nhiều cá coi rất to và đẹp. Chúng thuộc loại quý hiếm của Nhật Bản nha. Đây các bạn thấy không? Chúng rất to. Bây giờ trời nắng quá cho nên nó rút chỗ mát cái chân cầu rồi nó trú ngụ quá.